Một bất thường rất hay gặp. Các tiêu chuẩn điện thể trong chẩn đoán da thất trại phụ thuộc vào tuổi của bệnh nhân. Bên cạnh đó, trên lâm sàng, nhiều trường hợp điện tâm đồ của một trường hợp da thất trại đi kèm với hình ảnh nhồi máu cơ tim trong cấp cứu, dẫn đến những bối rối cho người khám định vị vùng nhồi máu của cơ tim. Vì vậy, các bạn phải hiểu được và nắm bắt được những thay đổi trên điện tâm đồ biểu hiện của da thất trại. Nhìn trên điện tâm đồ này, phần cực cực của thất trại tương ứng với sóng R ở các chuyển đạo V4, V5, V6 và sóng S ở chuyển đạo V1, V2 và V3. Sóng R ở các chuyển đạo V4, V5, V6 được biểu hiện bằng mũi tên màu đỏ. Sóng S ở các chuyển đạo V1, V2 và V3 được biểu hiện bằng mũi tên màu xanh. Bây giờ chúng ta hãy quan sát tim trên mặt phẳng ngang. Hãy tập trung chú ý vào các chuyển đạo V1 và V6. Điện thể cực cực của các tế bào cơ tim tăng dần lên tỷ lệ về phần cơ tim dày lên. Vì thế, theo ví dụ trên, song song với quá trình dày của thất trại, điện thể cực cực tăng dần lên ở thanh dày của tâm thất, làm tăng biên độ sóng R ở chuyển đạo V6 và sóng S sâu ở chuyển đạo V1, được biểu hiện bằng mũi tên màu xanh dương. Từ đây ta có tiêu chuẩn điện thể để chẩn đoán da thất trại, người ta gọi là chỉ số Sokolov-Leyen. Chỉ số Sokolov-Leyen bao gồm tính tổng của S, biên độ sóng S ở V1 và biên độ sóng R ở V5 hoặc V6 nếu tổng hai biên độ này lớn hơn 35 mm thì chúng ta nghi ngờ bệnh nhân bị da thất trại. Đây là điện tâm đồ của một bệnh nhân bị cao huyết áp kéo dài. Chúng ta hãy xác định xem bệnh nhân có bị da thất trại hay không. Hãy chú ý vào sóng R cao bất thường ở các chuyển đạo V4, V5, V6 và sóng S sâu ở các chuyển đạo V1 và V2. Với sự nghi ngờ này, chúng ta hãy tính chỉ số Sokolov-Leyen. Trước hết, chúng ta xác định xem tỷ lệ biên độ có đúng chuẩn hay không bằng cách xem phần mũi tên xanh trên điện tâm đồ. Ở trường hợp này, đó là hai ô lớn tương ứng với 10 mm, đó chính là một tỷ lệ chuẩn.